Mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết ngày 23 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ yếu, nên hôm nay thời tiết trong tỉnh đã có sự thay đổi, nhiệt độ giảm, trời bớt nóng hơn, nhiệt độ trong khoảng từ 22 đến 32 độ C. Còn thời tiết ngày mai, ngày 24 tháng 2, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, ngày mai ảnh hưởng của khối không khí lạnh, nhiệt độ trong tỉnh tiếp tục giảm từ 3 đến 4 độ C so với ngày hôm nay, duy trì trong mức từ 23 đến 29 độ C và khả năng trời sẽ có lúc có mưa nhỏ. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc mưa nhỏ, ngày có lúc nắng, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc mưa nhỏ, ngày có lúc nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C. Thị xã Đức Phổ, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc mưa nhỏ, ngày có lúc nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C. Thị trấn Ba Tơ, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc mưa nhỏ, ngày có lúc nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C. Lý Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc mưa rào nhẹ, ngày có lúc nắng, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ C. Thưa quý vị, sáng nay trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi, một tàu hàng đã va chạm với tàu cá Quảng Ngãi, khiến một ngư dân tử vong, hai ngư dân mất tích và sáu ngư dân bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực để tìm kiếm hai ngư dân mất tích. Trong khi đó, một tàu cá gồm 7 ngư dân Quảng Ngãi khác, trong lúc đánh bắt trên biển, không may tàu bị chìm. 7 ngư dân đã rời tàu và bám vào các vật trôi nổi trên biển. May mắn 7 ngư dân trên đã được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tìm thấy, đưa lên xuồng, tổ chức sơ cứu, sau đó đưa vào bờ bàn giao cho Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi và chính quyền địa phương. Chuyển sang thông tin thời tiết ngư trường. Thưa quý vị, các tàu thuyền vươn khơi trong hôm nay và hai ngày tới ở vùng biển từ Thanh Hóa xuống đến Quảng Ngãi có thể yên tâm về thời tiết. Dự báo trời ít mưa, tầm nhìn xa ở đây trên 10 km, gió cấp 4 và độ cao sóng không quá 2 m. Với ngư trường từ Bình Định xuống đến Cà Mau, trong đêm nay và ngày mai trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 4 cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m. Với hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dự báo sẽ có mưa vài nơi, trời vẫn sẽ có những khoảnh nắng đan xen với mây, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 4 cấp 5. Phía Bắc Vịnh Bắc Bộ là nơi có thời tiết xấu nhất trong ngày hôm nay do tác động của không khí lạnh. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 7, trời có mưa vài nơi. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Trong 10 ngày tới, từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận được dự báo sáng sớm sẽ có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C. Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C. Đà Nẵng có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ C. Lâm Đồng có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ C.